Em xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho mọi người một cái đơn hàng đặc biệt nữa nha. Đây là hộp chuyển nguồn không gián đoạn. Thì hộp này chuyển nguồn nó sẽ có công suất là 2000W chạy liên tục nha. Thì đây là đơn hàng của một anh khách đặt làm. Thì anh chỉ sử dụng những cái tải nhỏ thôi, khoảng chừng 1-200W trở lại thôi. Thì dùng kích điện với lại nguồn điện lưới để mà chạy những cái tải nhỏ, giống như những cái bóng đèn hay những cái quạt, hay là những cái máy bơm nước ở hồ cá. Thì công suất nó nhỏ cho nên em làm cái hộp này nha. Thì công suất của cái hộp này là nó chạy 2000W trở lại nha. Thì bây giờ em kết nối vào, mọi người thấy em có ghi ký hiệu sẵn nè, nguồn 1, nguồn 2. Ở đây là ra tải. Bây giờ em sẽ đấu cái nguồn 1 vào nha. Đây nguồn 1 nè. Em sẽ cắm nguồn 1. Đây, thì cái bóng đèn của em nó đã sáng lên nha. Là ở nguồn 1. Đấy. Thì cái tải này thì nó có cái đồng hồ ampe ở đây luôn nè, nhưng mà tải nhỏ quá cho nên nó không đo được nha. Rồi tiếp theo em cắm luôn cái nguồn 2 nè. Đấy, em cắm luôn nguồn 2. Thì nguồn 1 là dùng, em giả lập nha, nguồn 1 là dùng inverter, dùng kích điện á. Khi mà chúng ta dùng hết bình á thì điện hết bình nè, em rút cái chui nè. Đấy, thì nó sẽ chuyển qua điện lưới, nó chuyển qua điện lưới dùng ha. Rồi bây giờ em sẽ tắt đi, sau đó em tiếp tục em giới thiệu cho mọi người xem ha. Ở đây em có làm cho anh khách một cái mạch luôn. Ở trong này em tích hợp luôn cái mạch bảo vệ ắc quy nha. Thì ở đây là cái đường để đấu vào trong ắc quy 12V nè. Đấy, đường đấu vào trong ắc quy 12V. Và ở đây là cái đường để đấu vào trong cái công tắc của kích điện á. Thì khi ắc quy nó đầy lại ở cái mức là 12V6 thì cái đường này nó sẽ được nối liền với nhau, thì giống như là chúng ta bật cái công tắc của cái con kích điện lên á, thì lúc đó nó sẽ cho nguồn điện đầu vào là nguồn 1, là kích nó sẽ được bật lên và nó sẽ đưa cái nguồn điện đầu vào đây và vẫn ra tải. Và khi dùng ắc quy xuống dưới 11V6 thì dưới 11V5 thì nó sẽ ngắt, nó ngắt thì đồng thời nó ngắt cái nguồn 1 và nó chuyển sang nguồn 2 nó dùng. Đó là cái hộp này nó là chuyển nguồn và bảo vệ luôn ắc quy nha. Tự động tắt mở kích khi điện áp ắc quy xuống thấp và điện áp ắc quy được sạc lại. Đó thì bộ nguồn này em làm theo yêu cầu của anh khách thôi. Thì khi mà bộ nguồn được bật lên á, bộ nguồn 1 này được bật lên á, thì cái đèn ở đây nó sẽ sáng lên màu đỏ nha, nó sẽ sáng lên màu đỏ. Còn khi mà ắc quy mà bị hết á thì ở đây nó sẽ tắt đèn đi. Nó sẽ tắt đèn đi ha. Đây, khi ắc quy đầy á là nó sẽ sáng đèn đỏ này nha. Sẽ sáng cái đèn màu đỏ đó đó. Thì tương ứng là cái nguồn 1 này nó sẽ mở kích lên. À, nó sẽ mở kích lên để cho điện ra tải ha. Và khi em nhấn thì cái đèn này nó sáng quá cho nên nó, để em tắt cái đèn bên này ra nha, tắt cái đèn bên này ra. Đấy. Mọi người thấy là vẫn còn sáng nè. Và khi ắc quy nó xuống thấp á, ắc quy nó xuống thấp thì cái đèn này nó tắt nha. À, đèn này nó tắt thì tương ứng với cái nguồn 1 á là nó sẽ tắt luôn. Sau đó là nó sẽ chạy cái nguồn 2 đây nè. Đó là cái nhu cầu của anh khách như thế. Đây mọi người thấy ha. Đấy. Đó là ắc quy xuống thấp và có điện trở lại là nó sẽ chuyển nguồn nha. Và đây là cái hộp nguồn rất là đặc biệt của anh khách. Thì anh khách đặt em cái sản phẩm này thì em cũng làm xong quá ha, và em quay lên để cho anh khách xem, và ngày mai em sẽ gửi cho anh khách nha.